Xin chào mọi người, thì hôm nay em xin chia sẻ với mọi người cách làm trân châu phô mai nha mọi người. Trân châu phô mai mình sẽ làm và topping trà sữa hoặc là mình các món nước giải khát nha mọi người. Thì đây là cái phô mai. Phô mai mình sử dụng là phô mai chi hay là phô mai bò cừ gì cũng được nha mọi người. Mình cắt cái viên vừa, mình tùy sở thích, mình muốn cắt làm 5, làm 7, làm 8, làm 9, làm 10 gì đó là tùy mình nha mọi người. Sau khi mình cắt xong á thì mình sẽ vo viên như thế này. Mình sẽ vo viên đó, mình sẽ áo một cái lớp bột mỏng lên tay rồi mình vo viên nha mọi người. Thì trước khi cắt phô mai á thì mọi người nên nhớ là mình phải để cái hộp phô mai vô tủ mát nha. Mình sẽ để trong vòng là 1 tiếng đồng hồ rồi mình mới lấy ra mình cắt. Mình cắt ra 5, 7, 8 gì đó là tùy theo mình. Đó, rồi mình sẽ áo một lớp bột khô lên tay và mình vo cái viên cho nó tròn lại. Đó, mình muốn tròn, muốn dẹp dẹp sao đó là tùy sở thích của mình nha mọi người. Mình cứ làm như vậy cho đến hết luôn. Đó, mình cứ áo một lớp bột như thế này. Và đây là những cái viên trân châu mà sau khi mà em áo bột rồi mọi người. Đó, đây là những viên trân châu ha. Rồi mình muốn mà cái trân châu của mình nó dày hơn á mọi người, nó dày cái lớp bọc áo bên ngoài nó dày hơn á, thì mình sẽ áo thêm một lớp nữa. Thì mình sẽ bỏ cái trân châu này một chút xíu, mình bỏ vô tủ lạnh một chút xíu khoảng 30 phút thôi, thì mình sẽ lấy ra và mình sẽ áo thêm một lớp bột nữa nha. Đó, đây là những cái viên trân châu mà em đã áo một lớp bột rồi. Đó. Đó, thì đây là em sẽ áo thêm một lớp nữa nha mọi người. Đó, thì mình nhớ là mình sẽ lọc cái bột thừa ra, mình sẽ lọc bột thừa ra, mình sẽ áo thêm một lớp nữa để cho cái viên trân châu của mình nó dày hơn, cái lớp bột nó dày hơn nha mọi người. Đó, đây là những cái viên trân châu mà áo 2 lớp nè mọi người. Ngon luôn. Đây là cái topping mà làm mưa làm gió bữa giờ á mọi người, ai cũng thích để làm vô để mình bán trà sữa này kia. Đó, thì đây là cái những trân châu mà mình ướp mà mình áo một lần thứ hai nha. Tùy mình có thể áo 2 3 lần là tùy theo sở thích của mình nha mọi người. Mình muốn nó dày hơn thì mình áo 2 3 lần nha. Đây là những viên trân châu mà em đã hoàn thành xong nè. Và tiếp theo là mình sẽ đi luộc nó nha mọi người. Nó mình sẽ nấu nước sôi và mình sẽ cho những cái viên trân châu này vào. Nhớ là nước sôi nha mọi người. Sau khi mà nước sôi mình sẽ thả những cái viên trân châu này từ từ vào. Đó, rồi mình sẽ đợi nó khoảng 30 giây mình mới sôi nó nha mọi người. Mình sôi để cho mình tách đều những cái hạt viên trân châu ra. Rồi mình sẽ để đây, mình nấu khi nào nước nó sôi lên, những viên trân châu của mình nó nổi lên nè. Mọi người thấy những viên trân châu nó nổi lên chưa? Thì những viên trân châu này nó nổi lên là nó đã chín rồi đó mọi người. Bột nó cũng đã chín và trong rồi. Thì mình sẽ vớt ra một cái thau nước nha. Rồi mình sẽ xả thật là sạch luôn. Xả cái sạch bột á, đây là những viên trân châu mà sau khi mà em xả sạch rồi nè mọi người. Thì mình sẽ cho vào nước đường. Nước đường ở đây mình sẽ pha đường gì cũng được, mình muốn nó màu vàng hay màu trắng. Nếu màu trắng thì mình sử dụng đường trắng, nếu muốn vàng thì sử dụng màu vàng ha. Rồi mình sẽ cho vô những cái thau đường tỷ lệ là một 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 nước một đường đó, mình pha như vậy đó. Rồi mình sẽ cho những viên trân châu vô. Cảm ơn mọi người nha.